như lý hạnh chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý đức Phật bảo, nguyện cầu quý đức Pháp bảo, nguyện cầu quý đức Tăng bảo, xin Tam bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện mỗi loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chữ thiện đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Nam mô Bích Thai, kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình thắng pháp Abhidhamma bài 25 tam vô sắc giới Arupa Vacchara Citta. Chúng con cùng thỉnh thượng tọa Thế Siêu từ bi giảng nhập bài học. Nam mô Bích Thai. Nam mô Bụt Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Trường Thịnh Vân Đệ Tử Phật. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị Phật tử. Hôm nay chúng ta học Thắng Pháp Abhidhamma với cái bài học là tâm vô sắc, tâm vô sắc giới. Cũng như hôm trước thì chúng ta học về tâm sắc giới, thì tâm sắc giới và tâm vô sắc giới là những tâm thiện chứng do cái tâm thiện dục giới tu tập đề mục chi tịnh. Trước khi Đức Thế Tôn Ngài xuất hiện ở đời thì thiền hay là thiền chỉ, thiền hiện thế vẫn được thực hành và đã từ lâu vẫn có những vị đạo sĩ, những vị ẩn sĩ tu chứng thiền hiện thế, như là trường hợp khi mà Thái tử Siddhartha phải từ bỏ, rời vào cung đi và đi xuất gia tầm chân lý giải thoát, thì ngài đến lần đầu tiên, ngài đến thăm vấn đạo sĩ Alara Ramaputta, rồi đến đạo sĩ Uddaka Kalama. Hai vị đạo sĩ này, đạo sĩ Alara và đạo sĩ Uddaka đều chứng thiền. Một vị thì tới thiền Thức Vô Vi Xứ, còn một vị đạo sĩ kia Uddaka thì chứng tới thiền Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ. Mà trước khi thành tựu được thiền vô sắc giới này thì hành giả đã phải từ cái trạng thái tâm dục giới, vì đó ly dục ly bất thiện pháp để chứng và trú thiền sắc giới có tầm, có tướng, có hỷ lạc định. Rồi khi đạt đến cái thiền sắc giới cao, tức là chỉ còn định và xả
hay là ngũ thiền sắc giới, thì lúc đó mới triển khai thêm cái thiền án vô sắc để mà chứng được thiền vô sắc. Như vậy thì trước khi Đức Thế Tôn Ngài xuất hiện ở đời vẫn có thiền hiệp thế, thiền sắc giới, thiền vô sắc giới. Chỉ có điều là thiền chứng mà các vị đạo sĩ ngoài Phật giáo tu tập thì những thiền đó nó có những cái đề mục giới hạn. Rồi sau này Đức Thế Tôn Ngài dạy thêm những cái đề mục thiền cũng có thể chứng được thiền sắc giới. Nhưng mà riêng về thiền vô sắc giới thì cũng chỉ là như vậy. Và ở đây chút xíu nữa chúng ta sẽ được nghe hoặc là thảo luận, nghe giảng hay nghe thảo luận về cái vấn đề cái thiền vô sắc với các cái đề mục và có những người khi mà học về với cái thiền vô sắc ấy, đến cái tâm tố vô sắc là cái tâm thiền chứng của các vị A-la-hán thì những học viên nhiều khi họ thắc mắc rằng những cái đề mục đó nó giống như là những hoang tưởng về hư không, hoang tưởng về thức vô biên, hư không vô biên, thức vô biên hay là không có chi, hoặc là không phải tưởng, cũng không phải không có tưởng. Thì về từ ngữ thì họ nghe nói như vậy, họ nghĩ rằng tại sao vị A-la-hán đã đạt đến cái cảnh giới Yathā-phu-taṃ, Paccanāti, biết như thật như chân, mà các ngài lại có cái hoang tưởng về các cái đề mục này để mà tu chứng. Thưa quý vị, đây chỉ là một cái công án thiền mà thôi, chứ không phải là một cái định luật của các cái điều mục đó. Chúng ta sẽ được nghe Thượng Tọa Giác Đẳng Giảng Sư Môn Thắng Pháp Ơi Tâm Mát giảng giải. Bây giờ thì trước tiên xin mời cô Lan Dầu Nguyệt đọc cho chính văn của bài học, sau đó xin cùng thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng thuyết giảng. Nam Mô Bụt Thầy. Nam Mô Bụt Thầy, dạ sa thưa lành thầy, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Thầy Siêu đã dẫn dắt cho bài học. Bây giờ thì con xin được đọc phần chánh văn bài 25. Tâm vô sắc giới, Arūpa Vacchara Citta. Tâm vô sắc giới, Arūpa Vacchara Citta, cũng như tâm sắc giới là tâm chứng thiền, Jhana. Khác với tâm sắc giới, tâm thiền vô sắc, định tâm ở đối tượng hoàn toàn trừ tượng, vượt khỏi vật chất. Bốn án xứ trừ tượng của thiền vô sắc là không vô biên xứ, akasa nanja cho ta nắp bhumi, thức vô biên xứ, vinya nanja cho ta nắp bhumi, vô sở hữu xứ, akinchanya cho ta nắp bhumi, phi tưởng phi phi tưởng xứ, neva sanya na sanya cho ta nắp bhumi. Chú tâm vào đề mục bằng định lực của ngũ thiền không phải là chìm vào thế giới tư duy trừu tượng là nhập thiền vô sắc, mà phải tập chú bằng năng lực tam muội định của ngũ thiền sắc giới. Tâm có hai thiền chi xả và định. Thiền vô sắc cần sự biến mãn vô hạn định nên không thể đạt được với tâm thiền thấp hơn. Thí dụ có những định luật vật lý không thể đo đạc bằng dụng cụ mà chỉ thuần dựa trên những phương trình toán học. Để thấu hiểu và chứng minh những phương trình đó cần có trình độ cao. Dùng ý niệm vô hạn vượt lên trên cái hữu hạn. Sự khác biệt giữa vật chất và phi vật chất
đối với thiền giả là vật chất hữu hạn, còn phi vật chất là vô hạn. Tất cả đơn vị vật chất cực vi đều được tách rời bởi chân không. Như vậy, vật chất luôn hữu hạn và chỉ có hư không là vô biên. Ý niệm đó giúp vượt khỏi tất cả những quan niệm liên hệ tới vật chất, dù là hình tướng hay màu sắc. Khi sự phủ nhận là lực đẩy, trong sự tu luyện tâm muội định bằng án xứ vô sắc, điểm nổi bật là sự phủ nhận ý niệm hiện có để làm điểm tựa vươn lên. Từ sự phủ nhận tánh biến mãn vô lượng của sắc, hành giả khai triển tâm định trên ý niệm chỉ có chân không là vô biên. Đi xa hơn, hành giả khẳng định là chân không còn bị tâm biết, nên không thể gọi là vô biên, mà chỉ có cái biết hay thức là vô biên. Tiếp sau đó là ý niệm phủ nhận tánh vô biên của cả hai tâm và cảnh. Vì nếu cảnh là hữu hạn, thì tâm biết cảnh không thể là vô hạn. Từ đó, hành giả an trú vào ý niệm, tất cả đều không thực. Ở bước sau cùng, gần giống như sự quay đầu, tức là U-turn. Đành rằng tất cả đều không, nhưng còn có cái biết tất cả đều không, nên chẳng phải là nhận thức, chẳng phải là không nhận thức. Khi hư là thực, thực là hư. Trong bốn án xứ của tâm thiền vô sắc, thì hai án xứ không vô biên xứ và vô sở hữu xứ thuần là khái niệm thi tiết, không phải là cảnh chân đế. Trong lúc hai án xứ thức vô biên xứ và phi tưởng phi tưởng xứ biết cảnh chân đế, vì quán chiếu đối với nhận thức tâm, chứ không phải dựa trên đối tượng của tư duy, tự cảnh. Sự áp đảo của luật tương đối. Mặc dù trong thiền vô sắc, tầng cao hơn phủ nhận tầng thấp hơn, nhưng không có giá trị tuyệt đối. Ý niệm chân không là vô biên, đúng so với vật chất, nhưng không đúng theo thiền án thức vô biên. Đi xa hơn cũng vậy, không có giá trị tuyệt đối tại đây. Thí dụ, như chúng ta nói, càng học càng thấy mình dốt. Người ta có thể phản bác: nếu càng học càng thấy mình dốt thì học để làm gì? Vì học là để hết dốt. Thực tế, thấy được cái dốt của mình cũng là sự nên có, chỉ là phương tiện để nâng cao định lực. Bốn án xứ của thiền vô sắc là chân không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu, phi tưởng, phi tưởng, không phải là những định luật mà là phương tiện để khai triển tâm muội định. Thí dụ như văn phạm là những quy ước không mang giá trị vĩnh cửu, nhưng nói sai văn phạm thì ngôn ngữ bất thông. Tất cả án xứ đều mang tánh thuần về kỹ thuật, không có chuyện đúng sai, phải quấy. Khi Đức Phật nhập vào không vô biên xứ, không có nghĩa là Ngài nhận thức sai. Để rồi, khi thể nhập thức vô biên xứ, thì phủ nhận ý niệm trước kia. Không có sự chồng lấn trong cảnh giới thuần tư duy bằng định lực. Trong thiền sát giới, cũng án xứ đó càng tu tập càng thuần thục, càng giảm bớt các thiền chi, tầm, tứ, hỷ, lạc, định. Điều này tạo nên các tầng thiền sắc giới như sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền. Trong thiền vô sắc, mỗi tầng thiền là một án xứ riêng biệt, thậm chí tầng cao hơn phủ nhận tầng thấp hơn. Chính vì điểm này, cả bốn tầng thiền vô sắc đều có bốn án xứ hoàn toàn khác nhau. Ngữ và nghĩa. Chữ Rupa trong Phạn ngữ thường được dịch trong Hán ngữ là sắc. Cả hai đều được dùng trong nhiều ý nghĩa, tùy ngữ cảnh, có thể là đối tượng của thị giác, tức cảnh sắc, hoặc là hình tượng như tượng Phật. Chữ sắc và vô sắc trong thiền chỉ cho án xứ liên hệ vật chất hay phi vật chất. Nên cẩn thận, thiền sắc và thiền vô sắc được dạy bởi Đức Phật và cũng có trong Bà La Môn giáo. Khi Phật giáo phát triển sau này, thì những án xứ của thiền vô sắc được khai triển thành những hệ tư tưởng quan trọng. Nhưng từ chân không vô biên tạo thành thế giới hoa tạng
của Kinh Hoa Nghiêm. Thức vô biên tạo thành duy thức trong Pháp Tướng Tông, vô sở hữu tạo thành giáo lý tánh không, và phi tưởng phi phi tưởng là nền tảng của giáo lý Bát Nhã. Điều nên nhớ là theo Tam Tạng Pali, bốn khái niệm trên hoàn toàn là án xứ để khai triển tam muội định của thiền vô sắc, không phải là nền tảng chủ đạo của giáo điển. Một điểm quen thuộc của Phật giáo Đại Thừa là ý niệm, phương tiện mà nói của Phật là điều xa lạ với tạng Pali. Thử dùng khái niệm quen thuộc. Ngày nay, khi người ta phóng phi thuyền vũ trụ thám hiểm các hành tinh xa xôi như quả tinh, tức là mạng, thì ngoài quả tiễn còn dùng tới lực đẩy của các hành tinh để đưa phi thuyền đến đích điểm mong muốn. Điều này có thể dùng làm thí dụ cho lực đẩy của các thiền vô sắc mượn thế mà đi tới. Đơn giản chỉ có vậy, không hơn không kém. Những điểm cần nhớ: tâm vô sắc giới là những thiền chứng đạt bằng những án xứ trừ tượng. Bốn án xứ không vô biên xứ Akasanya cho tánh đắc hù mỹ, thức vô biên xứ Vunyananja cho tánh đắc hù mỹ, vô sở hữu xứ Akinchanya cho tánh đắc hù mỹ, phi tưởng phi phi tưởng Newasanyana sanya cho tánh đắc hù mỹ, là ý niệm nâng cao tâm định chứ không phải là những định luật cố nhiên. Ý niệm thoát khỏi những hạn cuộc luôn chủ đạo trong vốn án xứ vô sắc. Hình ảnh minh họa hôm nay có một hình minh họa là tâm vô sắc giới trong biểu đồ chư pháp. Điều đã nói và điều sắp nói. Bài học trước là các loại tâm sắc giới, bài học tiếp theo sẽ là các loại tâm vô sắc giới. Chánh văn bài học đến đây đã chấm dứt. Chúng con cung thỉnh thỉnh tòa giác đẳng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Phật Thầy nhé. Kính chân thượng tọa, chư sư và các ân cô lãnh hiền bình. Nam Mô Bổn Thầy Giác. Kính đảnh lễ chư tôn đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta học qua một loại tâm khác, bốn loại tâm, đó là bốn loại chúng ta tâm dục giới, tâm sắc giới, tâm vô sắc giới và tâm siêu thế. Tâm vô sắc là một loại tâm thuộc về thiền. Ở đây phải là một cái sự tu tập hay là khái niệm suy diễn, mà đây là một trạng thái thiền chứng. Và khi đề cập đến những loại tâm sắc và vô sắc đó, thì mặc dù cả hai tâm sắc giới và tâm vô sắc đều là thiền chứng, nhưng mà chúng ta sẽ đi qua một cái khái niệm mới hoàn toàn khác biệt với tâm sắc giới. Tâm sắc giới đó thì chúng ta bị tại vì đối tượng là sắc, thí dụ như những casino màu xanh vàng đỏ trắng, hay là từ bi hỷ xã, những cái án xứ đó nó có tính cách tương đối đơn thuần và giản dị. Và cái quan trọng đó là tâm định. Khi mình tập trung vào những cái án xứ này đó thì mình luyện càng cao thì nó càng giảm bớt đi những cái chi thiền. Năm chi thiền mà chúng ta được biết đó là tâm tứ hỷ lạc định. Thứ thì một đặc điểm ở trong thiền mà chúng ta biết là cái khả năng biến vạn, khả năng biến vạn. Hoặc dù như Ngài Xá Lợi Phất, Ngài dạy rằng có một lần Ngài từ trên núi Linh Thú, Ngài đi xuống thành Vương Xá, Ngài nhìn thấy một đống gỗ, và Ngài
có để nói với chư huynh đệ, chư tỳ kheo đi chung với ngài, nói rằng với cái định, với cái năng lực của định tâm thì cái đống cổ nó biến, có thể biến thành đại địa, có nghĩa là cái khả năng biến bản của thần thông đó, nó rất là diệu dụng. Nhưng mà khả năng biến bản này đó, nó dựa trên một cái năng lực mà chúng ta gọi là định lực của ngũ thiệt theo sáng pháp và tứ thiệt theo kinh đạo, ngũ thiệt theo sáng pháp thoại. Thì chúng ta thấy rằng để đạt được cái khả năng biến mạng mà chúng ta gọi là năng lực siêu nhiên thì nó phải vượt lên trên cái trạng thái của hỷ và lạc. Tức là khi mà còn có hỷ còn có lạc đó, tức là nó còn có một cái giới hạn ở trong một cái đối tượng. Và khi mà muốn đạt đến cái mức độ gọi là luyện thần thông thì nó phải đi vào cái thế giới của định và xả, tức là không còn lạc nữa mà chỉ là xả. Ở đây có thể nói rằng chúng tôi thấy ví dụ như Phật tử mà đi chùa thì khi nào mà mình đi bằng cái tâm mà yêu thích, tâm hoan hỷ thì mình chỉ có thể nghe pháp được ở những vị mà họ có những cái sức hấp dẫn hay là có cái điều gì là mình hoan hỷ thôi. Ví dụ mình hoan hỷ trong cách pháp, mình hoan hỷ trong cách là trang nghiêm của đạo tràng, mình hoan hỷ trong cách tổ chức, thì như vậy cái việc học Phật của mình nó chỉ giới hạn ở những nơi mà mình có hoan hỷ. Còn trái lại với những người học Phật đó mà chỉ lưu tâm đến những ý nghĩa nghĩa lý mà không cần để ý hình thức ở bên ngoài thì họ có thể cảm nhận được cái hay từ một bài pháp rất dở, có thể học được một điều rất là tốt ở một cái buổi sinh hoạt rất là đơn sơ. Nhưng mà những lúc đó thì họ có thể học được. Chúng tôi nhớ rằng sư trưởng ngày xưa đó, thì sư trưởng có nói rằng có một lần sư trưởng ra chùa Phước Hải Vũng Tàu, tình cờ nghe một vị sư thuyết pháp. Mà vị sư thuyết pháp, tại vị sư đó là một vị sư cụ nhiều tuổi trong chùa, tới lên thuyết pháp thì không có cái gì đặc biệt. Nhưng mà sư trưởng vẫn lắng nghe, vẫn im lặng lắng nghe. Và khi lắng nghe thì có một vài điểm trong đó sư trưởng thấy rằng rất là thú vị, có thể học được. Thế đây quý vị, ý chúng tôi muốn nói như vậy là để ta có thể hướng tâm ở một cái rộng lớn biến mạng thì cái sự rộng lớn biến mạng đó, đó nó rất cần một cái khả năng là vượt khỏi thì ta thấy hỷ và lạc và chỉ định và xả thôi. Định và xả đó trong kinh đạo gọi là tứ thiền, và trong tịnh pháp đạo gọi là ngũ thiền. Thì ngũ thiền á, ở đây chúng ta chỉ đề cập đến một ngũ thiền thôi. Theo sáng pháp tạng thì chúng ta đang học giáo trình sáng pháp tạng này. Thì cái ngũ thiền đó chẳng những làm cái nền tảng để luyện thông mà còn là nền tảng để luyện, để tu tập thiền vô sắc. Vì nó có sự khác biệt mà chúng ta phải phân biệt, đó là ở đây là thiền chứng, nó không phải là bàn về triết học. Bàn về triết học thứ vì chúng ta không cần cái tâm định, nhưng mà gọi là thiền chứng thì chúng ta cần đến thì một cái tâm định, một cái tâm định. Do vậy có những việc rất là giản dị ở trong cuộc sống, nhưng mà trong sự giản dị đó nó đòi hỏi ở một cái mức tâm định rất là cao. Chúng tôi có đọc một vài cái bài viết và có nghe câu chuyện, cũng nghe câu chuyện chuyện thật ở ngoài đó, là có một người, có những người họ có cái khả năng rất là đặc biệt, vì là họ đếm tiền. Họ đếm tiền, bây giờ họ cầm một sắp tiền cả trăm tờ, $100. Và khi họ đếm tiền chỉ là xúc giác, là cái tay họ đếm thôi. Nhưng mà vừa đếm họ có thể rút ra những cái tiền giả. Tức là cái cảm nhận của họ rất là tế nhị để họ có thể phân biệt
giữa cái thiền thích và thiền giả ở trong lúc đếm thiền nhanh lắm, chứ không phải giống như là một người bình thường là phải đưa lên ánh sáng rồi phải coi nét này, đường nét này, đường màu kia, không có. Thì họ chỉ do cái tay họ có thể làm được chuyện đó. Thì ở trong cuộc sống nó có những cái điểm đặc biệt rất là tế dị, và rất là tế dị mà chúng ta gọi là rất là cao siêu. Cao siêu này nó vượt ngoài cái sự tưởng tượng của chúng ta. Và ở trong lúc đó thì nó đòi hỏi thì cái tâm định rất là cao. Dạ, tâm định rất là cao. Thì bây giờ ngày hôm nay chúng ta đi vào bài học nói về tâm vô sắc giới, thì chúng ta cũng phải nói rằng đây là một khúc quanh mới, một khúc quanh mới trong cái đời sống, trong sự tu tập của thiền giả. Một hành giả mà từ tâm dục giới và đạt đến cái cảnh giới của thiền sắc giới, rồi một cảm thấy hỷ lạc do ly dục sanh, nó là một cái bước tiến lớn. Nhưng mà từ sắc giới và vô sắc, nó cũng là một, nó lại là một bước tiến rất lớn. Dạ, rất lớn chứ không có đơn giản. Thì thứ gì, người này đó, họ sẽ đi vào một cái thế giới của trường tượng. Và ở trong cái thế giới trường tượng ngay đó thì lại cần một cái lực đẩy. Và cái lực đẩy ở đây là cái sự phủ nhận. Dạ, yeah, dạ, yeah. Nó nghe nó hơi lạ lắm, nhưng mà chúng tôi muốn nói như vậy là thí dụ như chúng ta sống cả cuộc đời bon chen hay là ngục lặng hay chìm đắm ở trong danh lợi, bây giờ một ngày nào đó mà chúng ta muốn trở về sống cuộc sống ẩn nhật, sống cuộc sống như một thế ngoại cao nhân, sống cuộc sống vượt ngoài cái vòng cương tọa, thì rất là cần để chúng ta có một cái ý thức về cái hệ lụy của danh lợi. Ví dụ như ở trong cung quán chúng ta nghe nói gót danh lợi bùng pha sắc sám, mình phải hiểu rõ cái hệ lụy của danh lợi đó, thì mình mới vượt thoát khỏi danh lợi được. Thì bây giờ một cái vị tu tập đó, và vốn là dựa vào sắc để phát triển tâm định, bây giờ muốn vượt khỏi sắc thì họ phải dùng tới cái khả năng phủ nhận. Thì cái gì là cái năng lực, cái gì là cái sự phủ nhận, đó là phủ nhận cái tính cách hữu hạn của sắc. Dạ, yeah. Chúng ta nhớ rằng ở cái thiền định cao thì nó dẫn đến một cái tình trạng gọi là biến mãn. Dạ, yeah. Biến mãn tức là chúng ta nhuộm cả thế giới này một màu. Ví dụ một vị niệm được một nước thì có thể thấy tất cả là nước, niệm được một hư không thấy tất cả là hư không, thế cái chúng là biến bản. Nhưng mà trong cái thế giới của vật chất, dù là đất nước lửa gió xanh vàng đỏ trắng vân vân, thì vật chất nó luôn luôn hữu hạn. Nó hữu hạn là chỗ nào? Căn bản của sắc, thưa quý vị, là cái sự tồn tại của vật thể. Chúng ta tạm lấy một ví dụ là trong vật chất, dù là vật chất hay tâm thức, thì nó gồm có những cái nguyên tử. Và những cái nguyên tử này nó được tách biệt lẫn nhau bởi một cái mà chúng ta gọi là chân không. Và tạm, chúng ta tạm hiểu như là quý vị cầm một mớ hột cải, nó rơi với nhau. Tại sao? Tại vì giữa hột cải này và hạt cải kia nó có cái khoảng cách. Nếu mà nó không có cái khoảng cách đó, thì tất cả những hạt cải đó nó đã dính chung lại với nhau, nó trở thành một rồi. Và nhờ nó có những khoảng cách, và có thể chúng ta không nhận ra khoảng cách đó, nhưng mà chúng ta biết rằng nhờ có những khoảng cách tách rời, thì giữa các cái đơn vị cực vi của vật chất đó, thì nó được tách rời bởi cái gọi là hư không. Và cái chân không đó, cái chân không mà giữa những cái đơn vị sắc đó, thì cái chân không đó được hành giả khai triển trở thành cái gì không có hạn cục. Vật chất là hạn cục, vật chất là những cái nguyên tử, và những nguyên tử đó thì nó có sự chiếm hữu nhất định. Nhưng mà giữa các cái đơn vị vật chất đó, thì nó phải có một khoảng không. Như chúng tôi nói là quý vị nắm một nắm hồng cải lên,
mặc dù không cãi, nhưng mà dưới những hạt cãi đó nó có khoảng không, thì cái khoảng không, cái chân không đó, vì đó quan niệm là vô biên và vô biên. Thì ở đây đó là một cái tính cách, một cái mượn cái lực của sự phủ nhận, là vật chất là hữu hạn, vật chất là hữu hạn, nhưng mà hư không, cái chân không là vô biên. Và từ đó, ở đó vì đó vượt ngoài những cái sự nương gá ở những ám xứ vật chất. Ám xứ vật chất là như là xanh vàng đỏ trắng, đất nước lửa gió, hay là lấy chúng sanh làm đối tượng như từ bi hỷ xả vật vật, và vượt khỏi cái ám xứ vật chất, mà chỉ thuần là cái khái niệm. Và cái khái niệm đầu tiên đó là chân không. Chân không không được hiểu bằng sắc tinh khí bị xúc pháp, chỉ là sắc tinh khí bị xúc. Chân không không được hiểu là những cái nhóm vật chất, và nhóm vật chất đó mà chúng rằng chân không là cái gì, nó thật ra nó cũng là một thứ sắc, sắc là sắc hư không, nhưng mà nó là cái gì, phân định cái ranh của các vật chất và các đơn vị cực kỳ vật chất. Thì bây giờ những cái hư không đó được hiểu như là như là một cái gì không có giới hạn, và bị tập trung tập trú vào ở đây nó hoàn toàn bằng cái khái niệm trừu tượng. Vì điểm này thì thứ gì ngay cả khoa học ngày nay chứ, thì họ cũng nói rằng có những cái chứng minh về vật lý bằng cách là bằng dùng cái dụng cụ đo đạc, là bằng một cái instrument. Instrument là chúng ta có thể dùng dụng cụ đo đạc, như là bây giờ mình có thể dùng kính hiển vi để mình có thể xem xét những cái vật thể nó nhỏ. Người ta nói trẻ sợi tóc lần tư cũng chưa nhỏ nữa, trẻ sợi tóc 16 cũng chưa nhỏ nữa. Kính hiển vi có thể nhìn thấy những cái vật thể rất là cực vi, rất là nhỏ. Nhưng mà sau cái nhỏ đó còn có những cái cực vi khác mà người ta không thể đo đạc được bằng instrument, bằng cái dụng cụ, mà vào đó người ta chỉ dùng cái phương trình của toán để mà chứng minh cái vật thể có hiện hữu, và có được chia như vậy. Kể cả nguyên tử không có thể. Dạ. Thì quý vị, từ cái hiểu nhận thức một cách trừu tượng, vị này khai triển hiện chứng của tâm thiền vô sắc, gọi là chân không là vô biên, hay là hư không là vô biên. Nhưng mà nếu vị này đi xa hơn nữa đó, để có thể thành tựu được một cái tầng thiền cao hơn, thì bây giờ vị đó phải thấy rằng mặc dù hư không là vượt khỏi sắc, nhưng mà hư không còn bị tâm biết. Thì còn bị tâm biết tức là còn hữu hạn. Dạ. Do đó bây giờ vị này có một sự phân biệt giữa tâm và cảnh. Dạ. Nếu nói về tâm và cảnh đó, thì cái cảnh hữu hạn và tâm vô hạn. Tại vì cái cảnh còn bị tâm biết, hư không còn bị tâm biết, thật đấy. Hư không không thể vô biên, mà tâm biết, cái tâm biết như vậy gọi là thức, vô biên. Yeah. Thì dưới thì ở đây nó cũng chỉ là một cái cách mượn lực để quan điểm cái này là vô biên, cái kia vô biên, hoặc là cảnh hoặc là tâm. Cảnh ở đây chính là nói là hư không là cảnh, hư không so với sắc ấy, thì đúng là vô biên. Nhưng mà khi mà sắc cao hơn nữa là hư không bị tâm biết ấy, thì tâm là vô biên. Quý vị, những cái điều này nó hơi rắc rối chút xíu, quý vị chịu khó nghe, chúng tôi sẽ trở lại. Nhưng mà ban đầu thì chúng ta nên nghe một cách nó hơi lạ một chút. Chỉ ở một mức độ cao hơn, vị này thấy rằng cả tâm và cảnh, tức là cảnh ở đây là hư không, và tâm ở đây là thức biết. Thì cả tâm và cảnh đó đều là hữu hạn, cho đến khi nào mình vượt khỏi thì định tâm vào cả cảnh và tâm, thì thực sự mới là đạt đến một cái cảnh giới rộng lớn thật sự, gọi là vô sở hữu. Và vô sở hữu là không có gì hết. Dạ, ở chỗ không có gì hết. Ví dụ như là quý vị xem phim Kiếm Hiệp đó. Dạ, phim Kiếm Hiệp thì người ta nói đến coi những chuyện cổ trang, người ta nói đến các vị đại sư chùa Tứ Lâm, thì ban đầu còn nói chánh phái, tà phái, nói đến cảnh giới cao thấp của kiếm pháp, của võ học, v.v. Nhưng mà
đến lúc nào đó thì mấy vị nói là ồ, tứ đại giai không, hay là tứ đại giai không là ngũ uẩn giai không. Thì cái cách mà nói là tứ đại giai không, ngũ uẩn giai không, tức là xem tất cả mọi thứ đều là không có gì để phải bận tâm hết, thì phải bắt buộc phải nghĩ đến như vậy. Khi mình đối trước những cái tan nát của cuộc đời, những cái đau tranh, những cái ưng thua, những cái thế này thế kia, mặc dù ở giai đoạn đầu thì những thứ rất là nặng, thì chúng tôi dùng cái đó để tạo lấy cái ví dụ là khi một lúc đó mà tâm mà thiền chứng mà nó đạt đến một độ cao hơn thì nó sẽ phủ nhận tất cả, để thấy rằng cảnh cũng giới hạn mà tâm cũng giới hạn, dù là không vô biên giới hạn mà thức vô biên cũng giới hạn, thì vì đó đạt đến cái chỗ gọi là vô sở hữu, là vô sở hữu là không có chi hết. Tuy nhiên khi mà thuần thục ở trong vô sở hữu rồi thì vị này có thể đi xa hơn bằng cách nghĩ rằng dù nó là không nhưng mà mình vẫn còn biết nó là không. Thì cái ý thức biết là không đó thì nó vẫn là nhận thức. Thật ra vị này làm một cái chuyện mà chúng ta gọi là nói không có tưởng cũng phải, mà chẳng phải không có tưởng, dạ, vừa không có tưởng mà chẳng phải không có tưởng. Đây là một cái một cái chuyện rất là tế nhị, dạ, một việc rất là tế nhị. Chúng tôi lấy cái ví dụ như vậy, một cái sự tế nhị là có một người thấy rằng thiên hạ ai cũng bon chen, cũng tranh chấp, cũng nhân ngã bị tử, và người này tự rút lui vào trong một thế giới im lặng, và vị này tự cảm thấy sung sướng, nghĩ rằng mình mới là người không có hơn thua, mình mới là người không hơn thua. Thì mình mới nghe những mà mình khen ngợi để một người rút sâu vào trong rừng, không liên hệ với ai, không có hơn thua với ai nữa, nhưng mà ở trong cái hãnh diện là mình là người không xử lý, không có sự hơn thua, thì cái đó biết đâu nó cũng là một nó cũng là một cái ngã tính một cái ngã tính, mặc dù không hơn thua nhưng mà còn có cái mình ở trong đó, mình mới thực sự là người không hơn thua. Không biết chúng tôi nói như vậy quý vị nghe có kịp không, nhưng mà đây là trạng thái rất là tế nhị, tức là cũng có cái ngã tính và ngã tính ở trong mức độ tận cùng của tế nhị. Thì một vị mà đạt đến cái cảnh giới gọi là phi tưởng, phi tưởng, thì vị này thấy rằng đạt đến cái chỗ mà vô sở hữu là tâm và cảnh đều không hết rồi, thì nhưng mà còn có cái nhận thức đều là không, thì cái còn có cái nhận thức cái không đó đó thì nó vẫn còn có tưởng, dạ, nó có tưởng, nhưng mà nó cũng dường như không có tưởng. Thật ra chúng ta mới nói được khái niệm phi tưởng, phi tưởng. Phi tưởng này là một cái tầng cao nhất của thế giới tư duy, dạ, thế tư duy. Tại sao nó là cao nhất? Tại vì nó nhìn vào chính cái bản tâm, và bên cạnh nhìn vào cái bản tâm đó thì nó tìm ra một cái sự nhận thức của điều không nhận thức, dạ, của cái điều gọi là vô sở hữu. Nhìn vào cái vô sở hữu đó, nếu mà nhận ra ngay cái không có chi đó vẫn còn có cái biết, và do đó có một cái gọi là phi tưởng, phi tưởng. Và khi đạt đến điểm này thì nó không thể đi xa hơn nữa, mà nó cao hơn cái vô sở hữu, nhưng mà nó có một chút mà chúng ta gọi là một sự quay đầu, một chút U-turn. Một chút U-turn ở đây là ở trong cái phủ nhận và cái chấp nhận đó, nó là một cái sự dung thông giữa cái phủ nhận và chấp nhận, gọi là phi tưởng, phi tưởng. Thì quý vị, ở trong bài học á, chúng tôi có đi qua một vài điểm mà điều này chúng tôi trở lại để chúng ta thấy rằng trong cái thế giới của thiền và thế giới của thiền vô sắc, tức là phát triển tâm định ở trên cái ý niệm trừu tượng đó, thì nó có những điểm rất là tế nhị, là nó phải có cái năng lực định của ngũ thiền. Tại vì chỉ có định và xả thôi, nó mới đủ cái khả năng biến mạng. Và nói về định và xả thì trong cả bốn cái tầng thiền vô sắc đều là định và xả hết, cũng là ngũ thiền hết.
Và một trong những cái nét rất là đặc trưng của thiền vô sắc đó là dùng cái ý niệm hữu hạn, dùng ý niệm vô hạn, vô biên để dựng lên cái hữu hạn. Dạ. Tức là vị đó đi tìm một cái không có hạn cục, nhưng mà từ cái này đặt đến cái kia và thấy cái kia vẫn còn hạn cục, vẫn còn tiếp tục đi đến. Khi mà thấy sắc là hữu hạn thì vị đó nghĩ đến chân không là vô biên, và khi mà thấy nhận chân không vô biên rồi thì vị này thấy chân không vô biên, cái ý niệm chân không vô biên cũng là hữu hạn, vị đó dùng cái thức vô biên, dạ, gọi là một cái vô hạn hơn, là để phủ nhận cái hữu hạn của không vô biên. Và mặc dù nó thức vô biên nhưng mà dù tâm hay cảnh gì nữa thì vẫn còn hữu hạn, vì đạt đến cái chỗ gọi là vô sở hữu. Và cái tầng cao nhất nó là một cái sự nó là một cái sự nhận cái thức giả ấy, cho dù nhận một tánh không thì nó vẫn nó là nó không phải là tâm mà nó cũng nó không phải là thức mà nó cũng chẳng phải là không có thức phi tưởng phi phi tưởng. Đây là chúng ta nói trong cái thế của tâm định mà nó đi với trừu tượng đó, thì nó luôn luôn dùng cái vô biên để chứng minh cái hữu biên. Chúng tôi thưa với quý Phật tử như vậy là có những lần mà chúng tôi đi xa đó, chúng tôi đi xa không được mang theo nhiều hành lý, và bây giờ thì chúng tôi phải có một sự lựa chọn là mình phải mang theo cái gì, dạ, mang theo cái gì để thực cần để mà xài, chứ mình không thể mang lính kính. Thì bây giờ một cái tiêu chuẩn mà chúng tôi muốn lựa chọn đó là cái vật mình mang theo phải là đa năng. Đa năng ở đây tức là mình phải dùng nhiều việc, dạ, dùng nhiều việc. Cũng một cái ly đó mà mình dùng để nấu nước sôi được, như là một cái ấm, mình dùng để uống được, như là một cái ca, dùng để ăn được, như ăn mì được, như cái tô ăn phở, vâng. Thì nó càng đa năng đó thì nó càng tiện lợi. Và khi mà mình chọn cái đa năng đó, thì trước khi chọn đa năng thì chúng ta phải tìm ra cái hữu hạn, cái hạn chế. Ví dụ như mang theo cái đó, nhưng mà cái đó nó chỉ xài được chừng đó thôi, tại mình phải tìm một cái mà xài nhiều hơn. Dạ, mình xài nhiều hơn. Tại ra chúng ta gọi là luôn luôn bỏ lại cái có giới hạn. Thì lúc bây giờ đó, cái sự lựa chọn những vật mang theo và hành trang đó, thì cái nào mà nó hạn chế mình không mang theo, mà cái nào mà càng đa năng, càng đa dụng thì mình càng dễ mang theo. Thì cái sự lựa chọn nó giống như là một vị phát triển tâm thiền vô sắc đó. Thì vị này luôn luôn nghĩ đến cái gì không giới hạn, mà chúng ta gọi là vô biên. Nhưng mà dù là cái này nó hơn cái kia, nhưng mà ta nói sống trường gian, sống sau đè sống trước, thì cái hư không vô biên đó là nó so với thiền sắc giới, nhưng mà nó vẫn hữu hạn so với thức vô biên. Thức vô biên vẫn còn hữu hạn so với vô sở hữu, vô sở hữu vẫn còn hữu hạn so với phi tưởng phi phi tưởng. Và chúng ta nên nhớ rằng, và chúng ta nên nhớ rằng chính cái sự phủ nhận này nó là một cái lực đẩy để đi tới, và lực đẩy đi tới. Có một lần chúng tôi đến thăm một nhà tử, và chúng tôi rất là thích cái nhà này ở một điểm rất là thoáng, rất là trống, không có nhiều bàn ghế, không có nhiều những thứ trong nhà, thì giản dị, dạ, rất là giản dị. Thì thứ gì đó là một bài học cho chúng ta thấy được là khi mà mình mới đến một nơi nào đó, và đặc biệt mình nghèo á, thì muốn là có cái này, có cái kia, không có mình cảm thấy thiếu, dạ, không có thì mình cảm thấy thiếu. Nhưng một khi nào đó mà chúng ta có nhiều tiền rồi, khi nào mà chúng ta có đã phương tiện sẵn có rồi, thì cái mà chúng ta muốn có không phải là những cái tiện nghi của bàn ghế, mà cái mà chúng ta muốn là có một không gian thoáng. Và cái không gian thoáng đó nó có giá trị hơn là cái sự chiếm hữu lĩnh kính của những bàn ghế.
Dạ, dạ cái sự chứng và lúc bây giờ đó thì chúng ta thôi không có xài cái này, thôi không cần cái kia, thôi không cần cái nọ. Cái mà chữ thôi đó, cái chữ thôi đó nó mang tới cách phủ nhận và nó là một cái lực rất lớn, nó là một cái lực rất lớn. Dạ, ở trong cuộc sống cái lực này nhiều khi người ta không nhận ra, mà người ta nhận ra cái có, mà người ta không nhận được cái lực của cái không. Dạ, cái lực của cái không nó là một cái lực rất là lớn. Dạ. Thì trong cái sự phát triển thiền chứng vô sắc là phủ nhận là một lực, phủ nhận là một lực. Và để phủ nhận đó thì họ phải dùng cái đang có là một cái điểm tựa, giống như lực lực về đòn bẩy vậy đó, dùng một điểm tựa để lên. Thì khi một hành giả muốn phát triển thức vô biên á, thì hành giả phải mượn cái điểm tựa là không vô biên đó, rằng hư không, tuy rằng so với sắc đó là vô lượng, không hữu, không giới hạn, nhưng mà vẫn còn bị tâm biết. Như vậy là hư không vẫn còn hữu hạn và chỉ có tâm là vô hạn. Thì như vậy quý vị thấy rằng khi mà phủ nhận tâm vô biên thì nói rằng hư không là vô biên, nhưng mà khi lên thức vô biên á thì nói rằng chỉ có tâm mới là vô biên chứ cảnh thì vẫn là hữu hạn. Thì như vậy chúng ta thấy rằng nó là một cái lực của sự phủ nhận. Về điểm này đó, hầu như đa phần khi mà chúng ta còn nhỏ đó, chúng ta thường sống dựa trên cái có, và khi càng lớn lên thì chúng ta càng càng có chiều sâu về tâm linh, càng có chiều sâu về kiến thức, thì chúng ta sống thường với cái không. Và cái không của một người lớn tuổi, một người trưởng thành, một người chững chạc, người có hiểu biết đó, nó có một cái, nó có một cái giá trị lớn mà đôi khi người nhỏ không có hiểu. Ví dụ như là cái người mà còn gọi là người non héo đá, hiếu đá đó, là cái người mà còn lanh chanh mà thích đánh đồ này thích chửi đồ kia, họ thấy họ hay lắm. Nhưng mà khi mà đạt đến một cái tâm thuật cao rồi thì người ta mới thấy rằng cái sự vô tranh, cuộc sống mà không có tranh chấp đó, mới thật sự là một cuộc sống đẹp hơn là cuộc sống có hơn thua. Dĩ nhiên là một người đang say sưa trong sự hơn thua đó thì rất là khó để giải thích cho người đó hiểu rằng cái vô tranh á nó là một cái trạng thái rất là đẹp, một rất có ý nghĩa cuộc sống. Nhưng mà rồi với một người mà đang sống ở trong cái tâm trạng mà hơn thua đó thì hỏi rằng sao cái sự hơn thua rồi mình được cái gì, đâu có cái gì đâu, cái gì trống rỗng, không có gì hết. Nhưng mà không, một người mà đạt đến sự vô tranh đó, họ hiểu cái giá trị của sự vô tranh. Và khi mà nói đến vô tranh không tranh chấp, tức là nó là một cái nó là một sự phủ nhận. Thật ra chúng ta phải để ý là phủ nhận ở đây nó là một cái lực, và nó là một cái lực đẩy, và lực đẩy đi tới. Và phủ nhận về tính cách vô lượng vô biên của hư không, rồi phủ nhận về tính cách vô lượng vô biên của thức, rồi phủ nhận về tính cách của vô sở hữu, rồi cuối cùng là phải đạt đến một cái chúng tôi gọi một cái thỏa hiệp là chẳng phải tưởng mà chẳng phải không có tưởng. về điểm này, đó là một thế giới của tâm thuật, chúng ta gọi là tâm thuật. Ở trong đó nó vượt ngoài những cái hạn cuộc của vật chất. Dạ. Và thưa quý vị, tiếp theo thì chúng ta nói từ chỗ đó đó. Dạ. Chúng ta mới thấy rằng nó là thực là hư, hư là thực. Dạ. Trong bốn tầng thiền này thì cả bốn đều là tầng thiền, là cái nào cũng có giá trị của nó. Dạ. Cái nào có giá trị là muốn đạt đến điểm đạt đến điểm B thì phải đi qua cái điểm A, đạt đến điểm C phải qua điểm B, tức là những cái công đoạn phải đi qua. Thì như vậy đó là thực. Nhưng mà dù đó là công đoạn đi qua đó thì nó vẫn là có cái không thật. Dạ. Chúng ta lấy ví dụ như là nó không vô biên thì nó là thực. Nhưng mà rồi khi đạt đến, muốn đạt đến không thức vô biên thì phải phủ nhận không vô biên. Thì không phải trước đó là sai, không phải sau này là đúng. Và điều này rất là thú vị. Ở trong Thắng Pháp nói về 21 cảnh đó, thì tâm vô biên
là khi thấy tức không vô biên đó, và vô sở hữu, không vô sở hữu, thuộc về cảnh giới định, thuộc về cảnh duy thức, mà thức vô biên và phi tưởng phi tưởng nó thuộc về cảnh chân đế, tức là nói về pháp thực tánh. Tại sao nó là pháp thực tánh bằng cái khác là phi thức? Bởi vì thức vô biên và tưởng phi phi tưởng đó thì nhìn lại tâm. Ví dụ như là thức vô biên thì thấy rằng hư không còn bị tâm biết, như vậy là hư không còn tâm mới là vô biên, còn hư không là hạn cục. Thì do vậy cái đối tượng của thức vô biên là lấy tâm làm đối tượng. Vô sở hữu cũng vậy. Dạ, vô sở hữu. Vô sở hữu là một khái niệm phi thiết, nhưng mà khi đạt đến phi tưởng phi phi tưởng đó, thì phi tưởng phi tưởng là cái quán chiếu lại cái mà nó không có chi, đành rằng không có chi rồi, nhưng mà vẫn có một cái nhận thức không có chi, thì cái nhận thức đó đó thì nó vẫn còn như là có nhận thức. Dạ, có tâm, có thức, có gọi là có tưởng, ở đây dùng có tưởng. Do đó nó chẳng phải là tưởng mà chẳng phải là không có tưởng. Thì như vậy nói về nói trong thắng pháp Abhidhamma thì hai cái tâm không vô biên và vô sở hữu được gọi là tâm biết cảnh thi thiết, là chế định, mà thức vô biên và phi tưởng phi phi tưởng là biết cảnh chân đế. Dạ, biết cảnh chân đế. Nó hơi rắc rối một chút, nhưng mà như vậy là sứ việc có nhiều khi mình học thắng pháp ai xong đó, ví dụ như hôm nay chúng tôi nói đại khái như vậy, nhưng mà sau này với chúng ta học lại 21 cảnh đó, thì chúng ta sẽ thấy những điều này. Và do đó tại sao mà ở trong pháp Abhidhamma nó có những cái chi tiết, và những chi tiết đó đó mình học quá thì mình nghiệt lắm, và học nghiệt lắm. Và tại sao cái người học phi pháp thực sự rất là có đức tin, là vì tại những điểm này đó, những điểm này không phải là tự ý mà nói được, nó không tự ý mà thấy được, nó phải như vậy đó. Dạ, nó phải như vậy. Và đôi khi mà những cái điểm thế gì này đó, nếu mà mình nói ở ngoài mà nói khơi khơi đó, thì mình nghe một cái vị tương tự mình bị học học thắng pháp nghe mà nói cái này mà nói nhập nhằng qua kia hơi khó chịu, là tại vì nó có những cái điểm thế gì mà tương đối là phải phân biệt. Dạ, tương đối thế gì phân biệt cùng là tìm chứng hết, và cùng có giá trị hết, nhưng mà có những cái biết cảnh chi tiết và còn những cái biết cảnh chân đế. Thì chúng ta nói rằng đó là hư, thực là hư, hư là thực. Bây giờ chúng tôi phải nói một điều rằng ở đây chúng ta muốn hiểu về thì vô sắc, thì chúng ta nên hiểu tính tương đối. Dạ, tính tương đối. Tính tương đối ở đây là cái giá trị của không vô biên, không phải là không có, không phải hoàn toàn là sai. Nhưng mà nếu không phủ nhận được không vô biên á, thì không thể đạt đến thức vô biên. Mà nếu không phủ nhận được thức vô biên á, thì không đạt đến thì cái vô sở hữu, không đạt, không phủ nhận vô sở hữu, chỉ không đạt đến cảnh giới phi tưởng phi phi tưởng. Chúng tôi tạm thấy lấy một cái ví dụ như vậy là có một người quen của sư Nguyên Thông làm thơ, mà rất là thích làm thơ, nhưng mà thường làm thơ sai lục bằng cách. Chúng ta biết rằng ở trong chúng ta khoan nói đến thư đường mà chúng ta chỉ nói từ lục bát thôi, và bằng cách nó sai thì tự nhiên nghe nó khó chịu lắm. Dạ, thì phải nhắc là phải chỗ nào là bằng chỗ nào là cách thì đọc cái câu lục bát mới xuống. Nhưng mà một lúc nào đó một người làm thơ mà cứ phải nhớ những cái lục thơ hoài, những người nhớ những lục thơ hoài,
thì chúng ta gọi là ghép chữ. Mà cái người làm thơ mà còn ghép chữ thì nó cũng đặt đến cảnh giới của thơ. Nó có thể viết một cái bài đúng nhưng mà nó chỉ ghép chữ thôi, đúng về giao vận, đúng về bằng cách, nhưng mà rồi nó chỉ là cái gì lúng cũng. Mình đọc đọc nghe ai giống như nghe nghe người ta, có nhiều khi nghe còn tệ hơn là nghe nghe sấm giảng hay là ca dao vậy. Mà có những câu thơ rất là đẹp và ca dao rất là đẹp. Còn bình thường cái người làm thơ mình chỉ ghép một bằng cách đó, thì lôi bằng cách không thì cái nó có cái âm bậc, nhưng mà cái tứ thơ thì không có. Dạ, cái tứ thơ thì không đặt. Thì ở đây á, chúng ta phải nói một điều là nó có cái cách tương đối. Mình nói tiếng Anh, học tiếng Pháp, học tiếng Anh thì ban đầu mình học vô thì mình phải đắn đo về cách dùng số ít, dùng số nhiều, về chia động từ này kia. Nhưng mà mình nói chuyện càng nhiều thì mình cần đến cái trạng thái gọi là phản xạ. Còn nếu mà mình vừa nói mà vừa dịch, mình không có suy nghĩ bằng cái ngôn ngữ đó mà mình phải dịch từ ngôn ngữ mình qua rồi phải đặt câu này nọ, thì lúc đó nó là một trở ngại. Thật ra để mà nói cho thông thạo một lúc nào đó mình phải quên đi. Và mình phải quên đi cái mà mình đã học về văn phạm. Khi mình nói mình quên đi để mình nói phản xạ đó, thì không có nghĩa là cái văn phạm nó vô ích, vô bổ. Nếu mà mình học mình phải quên đi thì mình học làm cái gì? Tại sao mình nói mình phải học về thế nào là cách chia theo thời, cách chia số ít số nhiều, bây giờ bảo mình đừng nhớ nữa, tại mình càng còn nhớ mình càng nói chậm. Thì không phải, nó có giá trị tương đối. Ở trong cái lúc ban đầu đó thì văn phạm rất là cần. Ở trong lúc ban đầu á, ngữ pháp rất là cần. Nhưng mà mình phải đi xa hơn một lúc nào đó mà mình nói chuyện không cần phải nghĩ đến văn phạm nữa. Thì như vậy á, giá trị của học văn phạm á, nó mang tính cách là tương đối. Nó mang cái cách tương đối. Và nếu mà một cách tuyệt đối, nghĩa là mỗi lần mình nói mình phải sắp xếp đúng cho câu. Thưa quý vị, là có nhiều khi người ta có một cách dạy về ngôn ngữ, họ gọi là colloquial expression. Cái colloquial expression là người ta nói mà nó không có đúng văn phạm, nhưng mà ở ngoài đời họ nói như vậy. Như ví dụ họ nói long time no see, cái còn long time no see nó không thật văn phạm lắm, nhưng mà cái đó người ta nói ngoài như vậy mà mình phủ nhận thì mình thì nó thành ngôn ngữ nữa. Thành ra có những ngôn ngữ thuộc văn viết, có những ngôn ngữ nó đi với ngữ pháp, nhưng mà có những cái loại ngôn ngữ là thông tục ở bên ngoài, colloquial là thông tục người ta xài, thì mình bắt buộc phải xài thôi. Dạ. Như vậy thì ở đây chúng ta nên hiểu rằng trong những án xứng, dù là không vô biên, dù thức vô biên, dù vô sở hữu, phi chứng phi tưởng, những án xứng đó nó không phải định luật tuyệt đối. Nó không phải là những nguyên lý, mà nó chỉ là mang một giá trị tương đối. Ở trong cái công đoạn đó thì mình rất cần để đạt đến. Ngay cả một cái vị mà thiên nhân chi đạo siêu, một vị thế gian giải như Đức Phật, khi mà Ngài xuất nhập các tầng thiền, thì Ngài đi từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, rồi Ngài đạt đến không vô biên, vô sở hữu, phi tưởng, những thức vô biên, vô sở hữu, phi tưởng, phi tưởng. Thì khi mà ngài trụ tâm vào mỗi tầng thiền, Ngài vẫn dùng cái ý niệm đó, chỉ có khác xuất nhập tự tại, nhập thiền, nhập thế, nhập vào trạng thái đó, ra trạng thái đó. Và ở đây đó, nó tùy thuộc, nó là một vấn đề thuần về kỹ thuật và không phải là một nguyên lý. Dạ, không phải là một cái định lý, một nguyên lý. Chúng ta nên cố gắng hiểu điều này, tại vì lát nữa chúng tôi sẽ nói thêm về một số những cái điểm mà liên quan đến Phật giáo phát triển về sau. Và khi mà chúng ta hiểu về điều này đó, thì thưa quý vị, chúng tôi tạm dùng một cái ví dụ khác. Dạ, chúng tôi tạm dùng một ví dụ khác là ngày xưa chúng ta học về cách làm cái lập trình của website, thì chúng ta có một cái lập trình chúng ta viết về cái gọi là HTML. Bây giờ họ gọi là HTML file. Dạ, để họ có thể cho những cái video, những media vào trong đó. Thì cái HTML file đó nó có nhiều cái nó phủ nhận của cái HTML trước kia. Nhưng mà một người học HTML trước kia đó,
nó vẫn là căn bản để đi vào HTML5, thí dụ như vậy. Chứ tôi nghĩ cái thí dụ này có là khó hiểu hay không, nhưng mà trong cái thế giới của thiền vô sắc thì nó có những cái chuyện mà khẳng định và phủ nhận, khẳng định và phủ nhận, và cái khẳng định phủ nhận đó nó hoàn toàn còn có cái kỹ thuật. Ngay cả một vị chứng thiền cao nhất đến việc họ tưởng định như Đức Phật và các vị thánh, khi vào nhập vào không vô biên thì vị đó vẫn dùng kỷ niệm là hư không là vô biên, rồi từ hư không vô biên tức là vô biên, tức là biển vô sở hữu. Thì cái này cái này đòi hỏi cái trí tưởng tượng của chúng ta một chút, nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng tất cả những cái ý niệm này không phải là nguyên lý, không phải là định lý, mà nó chỉ là một cái cách kỹ thuật tương đối ở trong một giai đoạn. Và cái giai đoạn đó rất cần để chảy nhập vào thiền chứng. Và bây giờ một điểm khác của thiền vô sắc rất khác với thiền sắc đó, là ở trong thiền sắc đó, thì từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền thì có thể sử dụng một đề mục. Ví dụ như đề mục đất thì nước, lửa, gió thì như nhập ngũ thiền vẫn có thể dùng đề mục lửa hay là nước, đất, nước, lửa, gió. Và sơ thiền cũng dùng một đất, nước, lửa, gió. Ở trong thiền vô sắc không có như vậy. Và chúng ta phải thấy một cái chuyện khác biệt đó, là cái kasina hay là một cái án xứ ở trong thiền sắc giới đó, thì từ sơ thiền đến ngũ thiền có thể là một án xứ. Nhưng mà riêng đối với thiền vô sắc đó, tại vì nó đi vào thế giới của trừu tượng, thì thưa quý vị, cái định tâm nó không khác biệt, tất cả là xả và định hết. Nhưng mà nó không có định, nghĩa là thức vô biên hoàn toàn khác với không vô biên, vô sở hữu hoàn toàn khác với thức vô biên, phi tưởng, phi tưởng hoàn toàn khác với vô sở hữu. Chúng ta nói rằng mỗi một cái tầng thiền như vậy đó, một cái án xứ hoàn toàn khác biệt. Nên chúng ta nói rằng thiền sắc giới có 5, thiền vô sắc có 4. Nhưng mà cái 4 và cái 5 đó, thì cái 4, cái 5 của thiền sắc giới là có chồng lẫn. Và cũng có thiền sơ thiền cũng là nghĩ đến lửa, cũng lấy lửa làm án xứ. Nhị thiền cũng về tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền. Còn thiền vô sắc, bởi vì nó dựa trên cái ý niệm hoàn toàn trừu tượng, thành ra nó phải là những án xứ hoàn toàn khác biệt. Chúng ta dùng từ án xứ ở đây không bị hỏi thì nó giống chúng ta gọi là đề mục. Chúng ta gọi là đề mục thiền, cái đối tượng để tập trung. Và chúng tôi nhắc lại phần nữ, phần một điều nữa là trong nữ và nghĩa đó, thì thứ gì một lần chữ này chúng tôi có đề cập đến một lần là chữ rupa. Và rupa gọi là sắc. Rupa ở trong chữ Phạn và chữ sắc ở trong chữ Hán nó đều sử dụng với nhiều cái ý nghĩa khác nhau. Và yeah. Chữ rupa là cảnh sắc, tức là vì sắc tinh khí bị xuất, sắc đó là cái cảnh của nhãn thức hay cảnh của thị giác. Nhưng mà tinh hương bị xuất pháp cũng là sắc, cũng thuộc về sắc pháp. Thì chỉ sắc đó, cái gọi sắc pháp đó, như danh sắc đó, nó là vật chất. Thì ở đây chữ rupa và arupa, sắc và vô sắc, chúng ta nói là vật chất và phi vật chất. Và phi vật chất là cái gì trừu tượng, còn vật chất là cái gì mà thuộc về vật thể, như chúng ta nói đất nước lửa gió. Thì ở đây chữ rupa nó không đối tượng của mắt, mà rupa thì nghĩa là vật chất. Thì ra thiền sắc và thiền vô sắc tức là những án xứ liên hệ đến vật chất và những án xứ hoàn toàn trừu tượng. Và hoàn toàn trừu tượng gọi là vô sắc, chúng ta phải nhớ. Bây giờ thì thứ vì chúng ta đi ngoài đề tài một chút xíu, nhưng mà ở đây nhân dịp này chúng tôi phải nói là các vị nên cẩn thận. Nên cẩn thận là thứ nhất là như Thượng tọa Từ Siêu hồi nãy có đề cập đến, là trước khi Đức Thế Tôn này ra đời thì ở xã hội Ấn Độ đó, ngay cả trong thời một vị chánh đẳng chánh giác cũng có chưa xuất hiện đó, thì thiền sắc và vô sắc đã có, đã thực hành. Và hai cái vị thầy mà đầu tiên mà Thái Thị Siddhartha mà
Bồ Tát gặp trước khi ngày tu khổ hạnh đó là Alara, Kalama và Uttakara Mahabuddha đó, thì một vị chứng tới trình độ vô sở hữu và một vị chứng tới trình độ cao nhất là phi thường phi phi tự. Dạ. Ngay cả đạo sĩ Asita cũng là một vị có thiền chứng. Thì những thiền chứng này đó, nó không phải là thiền hoàn toàn trong Phật giáo. Chỉ có Đức Phật mới dạy. Ở ngoài người ta cũng có các vị có cái tâm thù cao, họ vẫn có cái chứng đạt đến như vậy. Dĩ nhiên Đức Phật ngày dạy rõ hơn, ngày dạy nhiều tiền mục hơn. Nhưng mà bốn cái án xứ của thiền vô sắc này đó có ghi ở trong Vệ Đà, trong Vệ Đà. Và về sau này đó, là một số các vị tu sĩ của Bà La Môn giáo thông hiểu kinh Vệ Đà, đi vào trong Phật giáo tu và dùng Phật giáo để khai triển những cái án xứ của thiền vô sắc đó, tạo thành những cái tư tưởng chủ đạo. Dạ, như tư tưởng chủ đạo mà ở đây chúng tôi không có dịp để mà bàn nhiều. Có khi nào có dịp nào đó thì chúng tôi sẽ bàn, ví dụ như là chúng ta nói là không vô biên. Thì thứ gì vị nào mà có quen với kinh Hoa Nghiêm thì quý vị hiểu về cái thế giới hoa tạng. Dạ, thế giới hoa tạng là một cái thế giới mà không có bờ mé, dạ, không có hạn chế. Chúng ta gọi là tâm ảnh. Dạ, thế giới hoa tạng đó thì một phần nào đó nó dựa trên cái chúng ta gọi là không vô biên. Và dĩ nhiên là nhiều người xem cái kinh Hoa Nghiêm là bộ kinh cao nhất của Phật giáo Bắc truyền. Nhưng mà thật ra thì cái đó chỉ là khái niệm thôi. Phật giáo Bắc truyền thì có nhiều cái dòng tư tưởng chủ đạo lắm. Khi mà nói đến thức vô biên ấy, không còn giới hạn những cái thức là vô biên ấy, thì chúng ta biết rằng có một cái quan niệm rất lớn, và từ quan niệm đó mới có cái chữ duy thức ở trong Pháp chúng tông. Thật ra thì nhiều người nghĩ rằng duy thức hay và A Di Đàm Công Xá Luận đấy thì nó tương đương với Thắng Pháp Abhidhamma. Thì chúng tôi cũng phải giải thích quý vị rằng đúng là ví dụ công duy thức thì có đề cập đến bát thức, như chúng ta đọc ở trong Bát Thức Quy Củ Tụng thì có đề cập đến thức, nhưng mà Thắng Pháp không có dùng chữ duy nha. Dạ, bởi vì xài chữ duy phải rất là cẩn thận. Chữ duy phải rất là cẩn thận. Như là ở ngoài đời họ nói chữ duy thức hay duy tâm hay duy linh hay duy bậc. Đạo Phật không, cái chữ duy đó nó rất là chữ duy rất có vấn đề. Thức là một đề tài lớn ở trong Thắng Pháp, nhưng mà khi mà dùng chữ duy thức ấy, thì chữ duy đó nó là vấn đề lớn. Chúng tôi có dịp sẽ nói thêm về những này, nên quý vị phải rất là cẩn thận. Nhưng mà trong cái khái niệm mà chỉ có thức mới là vô biên á, dẫn đến cái khái niệm về duy thức á, thì đó là một sự khai triển rất là lớn. Rồi bây giờ vô sở hữu, và vô sở hữu về sau này người ta khai triển thành một cái giáo lý gọi là tánh không. Dạ, tánh không thì một phần nào đó đó thì phải nói rằng giữa giáo lý tánh không và cái khái niệm về vô sở hữu đó, nó gần như là một cái sự tương đồng. Dạ, một sự tương đồng. Và cái nền tảng chẳng phải tưởng và chẳng phải không có tưởng đó, nó là một cái lý luận của giáo lý Bát Nhã. Nhưng mà tất cả những điều này đó, nó rất là khác biệt. Ở trong Tam Tạng Bali có nói đến không vô biên, có nói đến thức vô biên, có nói đến vô sở hữu, có nói đến phi tưởng, phi phi tưởng. Nhưng mà những điều đó đó chỉ là những án xứ của thiền vô sắc, không có phải là một nguyên lý tuyệt đối. Dạ, trong lúc đó thì những cái giáo nghĩa của Phật giáo Đại Thừa như là thế giới hoa tạng hay là về duy thức hay là về tánh không, về bát nhã được hiểu là một cái nền tảng giáo điển. Hai cái này quý vị nên phân biệt với nhau. Dạ, chúng tôi rất là sợ là chúng ta hay nói có tất cả là nhập nhằng. Đạo Phật nói về từ bi, Kitô giáo nói về bát nhã, thì như vậy là có sự tương đồng giữa
ở giữa từ bi bát nhã, cái nào cũng là yêu thương không biên giới, không ranh giới, yêu thương rộng lớn hết. Thì cách nói như vậy là mình nói cho có nói, mình nói cho có nói. Ở đây chúng tôi muốn nhắc quý vị một điều rằng, những cái gọi là không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu, phi tưởng, phi phi tưởng á, nó chỉ là án xứ đi tập trung tâm, và nó chỉ là một cái gọi là phương tiện mà nhập tâm. Đức Phật Ngài cũng có nhập vào những đền thiền này, nhưng mà điều đó không có nghĩa là cái nền tảng của giáo nghĩa, hay nói một cách khác đó, là ở đây không phải là một cái định lý tuyệt đối, phải cố gắng nhận ra điều đó. Đừng mai mốt mình nói rằng ô, mình nói rằng tánh không, mình nói rằng thì nó cũng giống như là mình nói về vô sở hữu, mình nói về thức vô biên thì nó là duy thức, nó khác lắm. Chúng ta nên biết rằng những cái tư tưởng chủ đạo của giáo Đại Thừa đó được bắt nguồn, được khai triển từ những cái này. Nhưng mà những cái này ở trung tâm đạo Mali rất là khác, và rất là khác với cái mà chúng ta học, chúng ta đọc ở Đại Thừa. Nên hiểu như vậy. Đây là một cái vấn đề nó rất là khó để phân biệt. Thì mình nói ô, bên này có, bên kia có, nhưng mà những cái án xứ tại đây ở trong thiền vô sắc của tạng Bali hay của Thắng Pháp đó, nó chỉ thuần mang tính kỹ thuật. Chúng tôi mang tính kỹ thuật nghĩa là lúc đó phải làm như vậy. Như hồi nãy chúng tôi nói quý vị rằng mình làm thơ thì mình phải biết về bằng đặc biết về niêm luật, nhưng mà nếu mà chúng ta lúc nào cũng đem bằng đặc niêm luật ra thì hay là chúng ta nói chuyện ngôn ngữ phải nói văn phạm, nhưng lúc nào mình nói chuyện mình cũng phải đem văn phạm ra để mà nói thì thật ra nó không biệt đi, nó phải như vậy. Thật ra cái giá trị ở chúng tôi là giá trị tương đối, nó rất là khác với cái quan niệm về giáo điển của Phật giáo Đại Thừa, nên quý vị phải cẩn thận. Bây giờ thì thưa quý vị, chúng tôi bước qua một cái mà về những dùng cái khái niệm quen thuộc này. Những khái niệm quen thuộc, đây là một cái gì rất là thú vị khi mà chúng ta nói về thiền vô sắc. Thiền vô sắc thì chúng ta nên hiểu là cả bốn cái án xứ thiền vô sắc đó, nó có thể gọi là mượn cái thế và đẩy thế, và mượn thế đẩy thế. Thí dụ như là chúng ta nói thiền không vô biên thì nó chỉ hư không là vô biên, sắc là hữu hạn. Nhưng mà khi mà thức vô biên thì thức vô biên nói rằng tuy rằng hư không so với sắc là vô biên, nhưng mà hư không vẫn còn bị tâm biết, do vậy tâm mới là vô biên, hay là thức mới là vô biên. Thì cái sự phủ nhận đó là cách mượn thế, và cách mượn thế mà đẩy. Ở ngoài đời thỉnh thoảng người ta cũng mượn cái thế như vậy, và ví dụ như là họ muốn đề cao bản thân của mình thì họ phải đem một cái người nổi tiếng nào đó rồi họ phê bình, và họ phê bình người đó thì họ dùng cái đó làm lực đẩy mình lên. Nhưng mà ở trong cuộc sống hàng ngày, trong phương diện vật lý đó, nếu quý vị nào mà theo dõi những cái chương trình mà phóng phi thuyền, ví dụ hoặc chúng ta đưa một cái phi thuyền vũ trụ đi đến quá trình, thì thật ra cái nguyên liệu và nguyên liệu của hỏa tiễn nó không có đủ để cháy đưa đến hỏa tinh đâu. Và cái hỏa tiễn dù mạnh nhất cũng đưa hỏa tinh, và chúng ta không dùng bất cứ một cái nguyên liệu gì đủ để đi hỏa tinh hết. Và để giải quyết điều này đó thì những khoa học gia đó họ hiểu rằng trong cái sự vận hành của các hành tinh như là địa cầu hay là thủy vương tinh hay là diêm vương tinh vân vân, thì nó luôn luôn để lại cái lực khi nó đi các quỹ đạo, và cái lực đó dùng sức ném, và một sức ném thì họ canh như thế nào đó mà cái phi thuyền ra ngoài vũ trụ và có thể lợi dụng được cái sức ném trong lúc đó, lợi dụng được cái lực đẩy của các tinh cầu khi mà nó đi, nó có cái lực đẩy ra, thưa quý vị, và lợi dụng cái sức ném nó gây đẩy, và cuối cùng thì phi thuyền đi đến hỏa tinh, chứ không phải là dùng vẽ một cái đường bay, mà cái đường bay đó nó hoàn toàn sử dụng năng lực của hỏa tiễn, không có năng lực hỏa tiễn nào đủ để bay đến hỏa tinh hết, mà luôn luôn phải dùng cái sức ném của các vị, chúng tôi sức ném hay lực đẩy của các cái tinh cầu khác. Và cái này nó trừu tượng lắm, nhưng mà đối với những nhà học về thiên văn hay là
người là nghiên cứu về không gian, họ hiểu rất rõ nó có những cái lực đó. Thì tương tự như vậy, trong cái thiền sắc giới đó thì là càng thuần thục thì càng bớt chi thiệt. Và ban đầu thì có tầm tứ lạc định, sau đó bỏ tầm, sau đó bỏ tứ, sau đó bỏ hỷ, sau đó bỏ lạc, rồi sau đó thì bỏ cái lạc. Nó, khi bỏ lạc thì tự nhiên nó còn xả thôi, chỉ còn định. Thật ra họ tính là xả và định, thực sự nó còn định. Rồi bốn chi thiền tầm tứ hỷ là bỏ. Nhưng mà trong thiền sắc giới là hoàn toàn không. À xin lỗi, trong thiền vô sắc hoàn toàn không, không giống như vậy. Thiền vô sắc đó là dùng cái, mượn cái thế của cái cũ để mà vươn lên. Cái mượn cái cũ tức là dùng sự phủ nhận. Và thức vô biên phải phủ nhận không vô biên, vô sự hữu phải phủ nhận thức vô biên. Và phi tưởng phi phi tưởng đó là một cái new turn, là một sự thỏa hiệp giữa cái nó chẳng phải tưởng, chẳng phải không có tưởng. Thì chúng ta tạo dùng cái khái niệm quen thuộc là một ví dụ. Bây giờ thì chúng tôi xin tóm tắt lại những điều mà để nhớ trong bài học ngày hôm nay. Dĩ nhiên là nói như vậy thì nghe nó cũng hơi lộn xộn một chút, nhưng mà chúng ta tạm nhớ những điểm chính là tâm vô sắc giới là những cái thiền chứng mà dùng những án xứ trừu tượng. Án xứ đây chúng tôi dùng những đề mục trừu tượng, cũng rất là trừu tượng. Và bốn án xứ không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu, phi tưởng phi phi tưởng, nó chỉ là một cái điểm tựa để nâng cao tâm định. Và đừng nghĩ nó là những cái định luật cố nhiên. Dạ, định luật cố nhiên. Đây là sự khác biệt giữa cái kinh điển Pali và kinh điển Phật giáo Đại thừa. Khi mà nói về thế giới khoa tạng, nói về duy thức, nói về tánh không, nói về bát nhã vân vân, thì ở trong Phật giáo Đại thừa những điều đó là những cái định luật cố nhiên. Nhưng mà riêng đối với Phật giáo Nam Tông, Phật giáo Nguyên Trị, và đặc biệt là trong cái thiền vô sắc này, thì chúng ta nói những án xứ đó hoàn toàn là phương tiện. Dạ, phương tiện. Chúng ta phải rất là cẩn thận vì điểm này không có thì chúng ta sẽ dễ bị lầm lẫn. Và thứ vì một điểm khác cũng cần phải nhớ đó là ở trong cái khái niệm của trường tượng đó, thì người ta phải vượt qua, phải dùng hai cái lực của các gọi là hữu hạn và vô hạn. Ở trong cái tâm không vô biên thì cũng thấy rõ cái hữu hạn, và muốn vượt khỏi cái hữu hạn đó phải đạt đến thức vô biên. Và thức vô biên thì cũng có cái hữu hạn, muốn vượt khỏi thức vô biên cái hữu hạn đó phải dùng tới vô sở hữu, và vô sở hữu nó cũng còn có hữu hạn vượt đến cái phi tưởng phi phi tưởng. Thì giữa cái tầng tiền này sang tầng tiền khác đó, thì cái khái niệm hữu hạn, có hạn cuộc và không hạn cuộc đó, nó vẫn luôn luôn là một cái căn bản để chúng ta thấy rõ cái sự khác biệt giữa cái mà chúng ta gọi là thế giới của thiền định. Thật ra thì cái đồ biểu ngày hôm nay đó, chúng tôi không có cần phải nói nhiều, nhưng quý vị nhớ tập trung vào trong đó. Ngài Tịnh Sự đó, khi Ngài đưa ra một cái biểu đồ chư pháp đó, thì đó là một cách để chúng ta có thể nhớ. Quý vị mỗi lần học bài nào giảng nên đọc làm quen. Dạ, chúng tôi không ghi rõ lại để cho nó rối, nhưng mà quý vị có thể nhìn về những cái tâm cơ năng, rồi những tâm dục giới tịnh hảo, rồi những tâm bất thiện, rồi tâm dục giới tịnh hảo, tâm sắc giới, tâm vô sắc giới. Những cái gì là cái mà chúng ta nên làm quen trên biểu đồ. Những cái làm quen này đó nó rất cần thiết đi từ dài, chứ nếu không mà chúng ta không có nhớ được nhiều. Thì hôm nay chúng ta chỉ nói đến một cái khái niệm chung về tâm vô sắc trong bài học tới vào thứ năm này, thì chúng ta nói về các loại tâm vô sắc giới và các loại tâm vô sắc giới, cũng như là phần trước về tâm sắc giới chúng ta chỉ có hai bài, và cái bài học về tâm vô sắc này cũng có hai bài như vậy. Bây giờ thì chúng tôi xin được kết thúc bài học hôm nay ở đây, và xin được bước qua phần thảo luận để kính thỉnh thượng tọa Tuệ Siêu. Đức Thượng Tọa còn ở trước máy, xin Thượng Tọa con nghĩ nói cho vài lời trong lúc soạn các câu thảo luận. Và không biết Thượng Tọa Tuệ Siêu có mặt ở trước máy và có nghe được không? Nếu Thượng Tọa nghe được, xin thỉnh Thượng Tọa con nghĩ. Dạ, giờ kính thỉnh Thượng Tọa.
Nam-mô-bu-tha-ya. Kính lễ Đức Phật, giáo pháp, tăng chúng. Kính thưa quý vị, trong khi chờ đợi thượng tọa Giác Đẳng soạn câu thảo luận, tôi xin có đôi điều để chia sẻ về bài học con trai. Học về tâm, theo tâm pháp, chúng ta học về tâm dục giới, dễ nhận ra tâm sắc giới cũng vậy, tâm siêu thế cũng vậy. Chỉ riêng có cái tâm vô sắc giới, là rất khó trình bày và khó hiểu đối với một cái trình độ mà chúng ta không có được tu tập và không có chứng đắc thì chúng ta nhận không ra. Kính thưa quý vị, đối với thiền vô sắc, cái mà chúng ta khó nhận ra đó là cái an xứ của thiền, tức là cái đề mục. Trong khi học về cái thiền sắc giới, là chúng ta chú trọng để giải thích về các chi thiền, tầm tứ hỷ lập định. Tầm là gì, tứ là gì, hỷ là gì, lạc là gì, định là gì. Chúng ta học kỹ chi thiền, những cái an xứ của cái thiền sắc giới thì không có cái gì để mà chúng ta bàn sâu được, bởi vì nó chỉ là những cái điều, những cái an xứ liên quan đến vật chất. Như là đất nước, lửa gió màu xanh vàng đỏ trắng, hư không ánh sáng của Phật. Còn trong khi thiền vô sắc á, thì chúng ta không có bàn sâu về chi thiền, bởi vì nó cũng chỉ có hai cái thiền chi, xả và định. Tầng thiền nào cũng là xả và định, nhưng mà bốn bậc thiền vô sắc thì nó khác biệt nhau ở chỗ an xứ hay là đề mục. Không vì xứ, tức vì xứ, vô sự xứ, phi tưởng, phi vi tưởng xứ. Và do đó chúng ta sẽ bàn về, chúng ta bàn sâu về bốn cái đề mục này.
Và trong bốn cái địa mục đó không phải nó tách biệt với nhau, nó có sự liên quan với nhau như là một cái lực đẩy. Mặc dù muốn vượt qua cái thiền thứ nhất để đạt đến cái thiền thứ hai thì phải phủ nhận cái đề mục của thiền thứ nhất. Nhưng mà như khi nãy Thượng Tọa Giác Đẳng có giảng giải cho chúng ta nghe đó, cái sự phủ nhận đó nó lại là một cái lực đẩy để đạt đến cái thiền thứ hai. Rồi cái thiền thứ hai hành giả phải phủ nhận cái đề tài của thiền thứ hai, cái án xứ của thiền thứ hai mới làm cái lực đẩy để đạt đến cái thiền thứ ba là vô sở hữu xứ. Rồi vô sở hữu xứ nó trở thành cái lực đẩy để đạt đến cái thiền thứ tư là phi tưởng phi vi tưởng xứ. Cho nên đối với cái thiền vô sắc ấy, điều mà chúng ta phải nhớ là cứ mỗi một bước tiến là mỗi một lần phủ nhận cái thiền đã chứng. Mà hãy phủ nhận cái thiền đã chứng đó không phải là bỏ qua, mà chính nó làm cái lực đẩy cho cái sự tiến đạt đến cái thiền kế tiếp, thiền cao hơn. Và chính cái ý nghĩa này mà cái tâm thiền vô sắc nó trở nên khó nuốt, khó hiểu đối với những học viên có cái trình độ thắng pháp sơ cơ, và chúng ta và đối với những người mà không có quen động não để suy tư thì chúng ta sẽ cảm thấy khó hiểu. Và thưa quý vị, mặc dù khi chúng ta nói đến đạt đến trình độ có thể vô sắc là phải phủ nhận qua các cái bước tiến, các điều, các cái tầng thiền thấp. Nhưng mà cái chuyện này nó không phải là một cái chuyện đơn giản, vì phải là mình phủ nhận như là chúng ta bác bỏ một cái vấn đề gì. Nếu mà chúng ta bác bỏ vấn đề gì đó thì chúng ta sẽ không có, không lấy cái đó để làm cái chân đức được. Còn ở đây cái sự phủ nhận này nó lại là
một cái mốc để đạt đến. Cũng giống như khi mà chúng ta xem ở phim võ thuật đó, chúng ta sẽ thấy những người mà họ khinh công, không phải một mực một cái bậc mà họ từ ở dưới đất mà họ phóng lên trên kia được, mà họ phải vượt qua những cái lá cây, những cái nhánh cây, mặc dù nếu mà dừng lại ở đó thì nó sẽ rớt, sẽ té. Nhưng mà nếu không có những cái nhánh cây mềm mại đó để mà họ đạp lên và họ lấy đà mà đi tới, thì họ sẽ không thể khinh công nhanh được. Cũng như khi mà từ thiền thấp tiến đạt đến thiền cao, thì họ phải có một cái bàn đạp của cái thiền thấp, lẽ ra họ phải vượt qua. Nhưng mà họ dùng cái khái niệm phủ nhận để họ làm cái đà để tiến lên cái bậc thiền cao. Cái thiền vô sắc nó khác hơn cái thiền sắc giới ở cái điểm này. Nhưng mà thôi thì chúng ta đã hiểu rồi, chúng ta mới trở lại cái vấn đề này. Trong cái quá trình mà tu thiền, phải nói là một cái sự thành công của nhân loại. Từ cái tâm dục giới là một trạng thái tâm chỉ biết những ngoại cảnh, và cái tâm luôn luôn có cái trạng thái biết cảnh ngắn ngủi, mà người ta có thể nghĩ đến cách rèn luyện như thế nào để đạt đến một trạng thái tâm định kiên cố vững chắc. Tức là phải triển khai tầm tứ hỷ lận định cho mạnh mẽ để đè nén được năm triền cái Nivarana, để chứng đạt được cái mà chúng ta gọi là tâm định thuộc về thiền sắc giới. Đó là một bước tiến đặc biệt ở trong cái thế giới tâm linh. Nhưng mà rồi từ cái tâm thiền sắc, tâm thiền hữu sắc, mà người ta tư duy như thế nào để bỏ được cái khái niệm về vật chất, vượt qua cái khái niệm vật chất, và người ta suy tư về cái khái niệm phi vật chất như là không vô biên, thức vô biên vô sự, phi tưởng phi tưởng, để đạt đến cái thiền vô sắc, thì vượt qua sắc tưởng
để đạt đến vô sắc, thì thưa quý vị, cái khái niệm đó cũng là một cách hết sức khó khăn và rất đặc biệt hơn trong cái bước tiến mà từ cái tâm dục giới mà đạt đến cái trạng thái tâm sắc giới cao hơn nữa thôi. Rồi chúng ta còn có một cái khó khăn nhất mà ở trong bài học này chắc có lẽ là ở trong lĩnh vực khác thì chúng ta sẽ bàn đến, còn ở đây chúng ta không có nói đến, đó chính là cái sự đặc thù của Đức Phật á, là từ cái thiền phi tưởng vô sắc và đạt đến trạng thái gọi là Vedayita Sanya Nirodha, tức là diệt thọ tưởng Sambhavati, đạt đến trạng thái nhập thiền diệt thọ tưởng định. Từ cái chỗ phi tưởng không có thức, nhưng mà chẳng phải là không có thức, không có tưởng nhưng mà cũng chẳng phải không có tưởng, có nhưng mà có một trạng thái cực phi. Nhưng mà từ cái trạng thái cực phi đó làm cho nó mất luôn, có nghĩa là tuyệt đối không có mặt tâm thức trong thời gian 7 ngày. Một vị mà nhập thiền phi tưởng dù sao đi nữa thì trong cái trạng thái cực phi đó tâm thức vẫn còn, mặc dù đó là phi tưởng và nhưng mà phi tưởng. Nhưng mà cho đến khi đạt đến cái trình độ của một vị A-la-hàm hay A-la-hán, thì khi mà nhập thiền phi tưởng vừa xả thì xong, là làm cho tâm đó không sanh nữa. Cái này nó không phải là phi tưởng, mà nó hoàn toàn là không có mặt. Đây là một cái điểm đặc biệt của thiền, trong cái thế giới thiền mà thiền Phật giáo cao hơn, thưa quý vị, thiền Phật giáo cao hơn. Thiền diệt thọ tưởng định đó, ngoại đạo không thể nào thành tựu, không thể nào chứng đắc được. Bởi vì dầu cho đạo sĩ Alara hay là đạo sĩ Uddaka thì chỉ đến từ dục giới đạt đến cái thiền sắc giới, từ bỏ thiền sắc giới đạt đến thiền vô sắc giới, vô sở xứ phi tưởng đến đó dừng lại. Thành ra khi mà Đức Bồ Tát đạo sĩ Gautama, ngài đi đến tham vấn hai vị đạo sĩ này và được chỉ dẫn, được trình bày về cái phương thức tu tập thiền để đạt đến, thì chẳng mấy chốc đạo sĩ Gautama người đã thành tựu được đến thiền phi tưởng, nhưng mà dừng lại ở chỗ đó, bởi vì đạo sĩ Uddaka cũng không có biết cái phương pháp để tiến đạt đến thiền diệt thọ tưởng định. Cho nên lúc đó Đức Bồ Tát là đạo sĩ Gautama, ngài nghĩ rằng cái này cũng chưa phải là giải thoát, bị dừng chân ở đây chứ chưa phải là vượt qua được cái gọi là hiện thế.
Cho nên chính Ngài phải tự đi tìm lấy cái phương pháp tu tập, làm sao để đạt đến, để vượt qua được phi tưởng phi vi tưởng và chứng đắc được đạo quả ở lậu tận. Thì lúc đó mới nhập diệt thọ tưởng định được. Thì đây là một điều rất là đặc biệt. Ồ, rất kỳ lạ. Sẽ lần nào chúng tôi mở mắt ra chúng tôi lại gặp cái câu gặp cái câu thảo luận của thượng thầy đang đưa lên cũng giống cái ý tưởng mà chúng tôi đang nói. Bây giờ thỉnh thượng thầy đang trở lại nam mô của thầy nhé. Sao tôi cái kiên chịu tập tôi siêu nhắm mắt mà bắn không trúng rồi đạt đến cảnh giới cao siêu lắm. Mà chịu tập tôi siêu ở đây chúng thấy rằng tất cả cái tâm vô sắc đó, nó đều ở trạng thái của ngũ thiền chỉ xả và định. Thì như vậy chúng ta có nó là cao thấp hay không, hay là chúng ta chỉ nói vấn đề chỉ là trước và sau thôi? Xin thỉnh ý kiến của chư tọa. Tôi xin chư tọa nghe trả. Kính thưa quý vị, trong trường hợp tâm vô sắc chỉ là một trạng thái ngũ thiền với hai chi xả và định, chúng ta đều có thể nói trong hai phạm trù trước và sau, cao và thấp, chúng ta có thể nói được. Tại sao chúng ta lại có thể nói cái tâm thiền vô sắc có trước và có sau? Là bởi vì nếu như không có đạt được cái bậc thiền không vô vi xứ để sau đó phủ nhận cái gọi là không vô biên đó, thì không thể nào mà đạt đến thức vô biên được. Và nếu như không có chứng được cái thiền thức vô biên để phủ nhận cái gọi là tâm thức không biên giới ấy, thì làm sao có thể đạt được vô sở xứ? Và nếu như không có chứng được vô sở xứ để vừa phủ nhận mà vừa chấp nhận cái gọi là tưởng không có nhưng cũng phải là không không có, thì làm sao mà chứng được phi tưởng phi vi tưởng xứ? Vì vậy cho nên hễ có cái này rồi, có cái này trước rồi, thì mới đạt được cái sau. Và cái sau đó đạt được rồi, đạt được trước rồi, thì mới có cái sau sau nữa. Như vậy thì đối với thiền vô sắc, bốn bậc thiền vô sắc, chúng ta vẫn nói theo cái phạm trù trước và sau được hết. Và chúng ta nói cao và thấp, chúng ta nói cái phạm trù cao và thấp. Thưa quý vị, từ cái khái niệm về án xứ
hư không, giới hạn của biến xứ hư không Akasakasena của thiền sắc giới. Để làm thành không quy biến xứ, cái kia là không có giới hạn. Cái phi vật chất không giới hạn này đó, thì làm cái chuyện đó không phải là, suy tư cái chuyện đó không phải là dễ. Khái niệm như vậy không phải là dễ. Cho nên cái thiền không vô biên xứ là nó cao hơn, khó hơn cái biến xứ hư không của ngũ thiền sắc giới. Nhưng mà rồi cũng chưa phải là cao nữa, vì ấy nhìn lại cái tâm thiền chứng không vô biên xứ đó, và phải tư duy, phải có cái khái niệm rằng chính cái thức không vô biên xứ này mới là vô biên, để mà chứng đạt cái thiền, để nhị thiền vô sắc là thức vô biên xứ. Cái này không phải chuyện dễ nữa thưa quý vị, cái này không phải chuyện dễ nữa, khó hơn một bậc. Mà làm được như vậy thì gọi là cái thiền thức vô biên xứ nó cao hơn cái thiền không vô biên xứ, chứ không phải là ngang bằng, vân vân. Cho nên chúng ta chớ nghĩ rằng vì bốn bậc thiền vô sắc, cái bậc thiền nào cũng là chi thiền định về xã, Upekkhekkhata, rồi chúng ta cho rằng là nó ngang bằng nhau, không được. Mà nếu chúng ta chỉ cho rằng, chỉ nói đến trước và sau thôi, thì không vô biên xứ trước, rồi thì thức vô biên xứ nói sau, rồi thức vô biên, xong rồi nói vô sở hữu sau nữa, rồi nói cái sau nữa là phi tưởng phi tưởng, sau rốt là phi tưởng phi tưởng. Nếu chúng ta chỉ nói trước và sau đó cũng chưa đủ, chúng ta cần phải nói thêm cái gọi là cao và thấp. Thiền phi tưởng phi tưởng là cao hơn, bởi vì khó chứng đạt hơn cái thiền không, cái thiền vô sở xứ. Mà thiền vô sở xứ là cao hơn cái thiền thức vô biên xứ, thì thức vô biên xứ cao hơn cái thiền không vô biên xứ. Và bởi vì cái thiền không vô biên xứ là cao hơn cái ngũ thiền sắc giới, với cái ăn xứ, với cái biến xứ là hư không. Vì vậy cho nên ở đây chúng tôi mới nói rằng là tất cả tâm vô sắc, mặc dù chỉ là trạng thái ngũ thiền với xả và định, tâm nào cũng như tâm đó, nhưng mà có cả hai cái phạm trù, tức là bậc thiền này có trước có sau và có cao có thấp. Chúng tôi xin được trả lời cái câu thảo luận số 1 của Thượng Tọa Giả Lãng nêu lên như vậy. Nam Mô Bổn Thầy. Sao thú kích chân Thượng Tọa Tiểu Sư. Và Thượng Tọa Tiểu Sư, một điều khó nhất khi mà chúng ta nói về thiền vô sắc đó, tức là khi một vị chứng cái tầng thiền cao hơn thì lại phủ nhận cái thấp hơn. Ví dụ như thức vô biên thì phủ nhận không vô biên, vô sở hữu thì phủ nhận cái thức vô biên. Nhưng mà rồi
không phải là phủ nhận như vậy rồi là bỏ luôn, mà các vị có thể trở lại để thể nhập vào những tầng thiền này. Ví dụ Đức Phật, Ngài đã từng xuất nhập những tầng thiền liên tục trước khi Ngài Niết Bàn và nhiều trường hợp. Ví dụ như tại sao mình chứng thức vô biên rồi mà mình có thể trở lại để mà mình nói là hư không là vô biên được, nghe nó kỳ quá, nó bất chắc quá, thì thượng tọa có một cái lý giải nào mà tương đối là dễ hiểu đi, xin gọi giải thích về điểm này không? Kính thưa thượng tọa. Kính thưa quý vị, chúng ta mới nghe qua thì chúng ta sẽ có cái suy nghĩ như là một cái sự bất chấp, vì khi ấy như chúng ta nói là muốn đạt đến cái thiền cao hơn thì phải phủ nhận cái thiền thấp hơn để làm cái đà và đi lên. Thế nhưng khi mà Đức Phật hay là chư vị A La Hán mà Ngài nhập thiền, Ngài nhập thiền trở tới trở lui, thí dụ như khi mà Đức Thế Tôn Ngài sắp thiền định Niết Bàn thì Ngài nhập sơ thiền sắc giới, xả sơ thiền, xuất sơ thiền, nhập vị thiền, xuất vị thiền, nhập tâm thiền, xuất tâm thiền, nhập tứ thiền, xuất tứ thiền, nhập ngũ thiền sắc giới, xuất ngũ thiền, nhập không vô vi xứ, xuất không vô vi xứ, nhập vô sở thức vô vi xứ, xuất thức vô vi xứ, nhập vô sở xứ, xuất vô sở xứ, nhập phi tưởng vi tưởng xứ, rồi xuất phi tưởng vi tưởng xứ, Ngài nhập lại cái thiền vô sở xứ, xuất vô sở xứ, Ngài nhập lại cái thiền thức vô vi xứ, xuất thức vô vi xứ, Ngài nhập lại trở lại cái thiền không vô vi xứ, trở đi trở lại như thế đó, thì chúng ta sẽ có một vấn đề, chúng ta nghĩ rằng tại sao cái thiền đạt đến cái thiền thức vô vi là phủ nhận, cái không vô vi, mà bây giờ khi mà xuất thức vô vi, xuất khỏi thức vô vi xứ, nhập trở lại không vô vi xứ, thì thưa quý vị, có hai vấn đề mà chúng tôi muốn nói ở đây. Thứ nhất là từ nãy đến giờ khi mà chúng ta bàn cái khó đó, là chúng ta đang bàn về cái đề mục để đắc chứng, đề mục để đắc chứng thiền vô sắc, cái phương pháp phủ nhận cái trước để làm cho bạn đạt chứng đạt cái tâm thiền sau. Thì đó là chúng ta đang bàn về, ta đã bàn về cái vấn đề an sự thiền, tức là đề mục thiền. Nhưng mà rồi khi mà đã chứng đạt được các cái tâm thiền đó thì khi mà nhập thiền thì thiền nào cũng là tâm thiền, thiền nào cũng là tâm thiền, chẳng qua chỉ là mang cái tên không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở xứ, phi tưởng vi tưởng xứ, rồi xuất phi tưởng vi tưởng xứ, nhập lại. Thì trong khi mà xuất thiện cao đi nhập lại thiện thấp đó, thiện thấp hơn, thấp hơn, thấp hơn,
Đó là không phải dùng lại cái đề mục đó nữa, bởi vì cái đây này là tâm thiền đã chứng rồi. Tâm thiền đã chứng rồi. Chúng ta lấy một cái ví dụ. Cũng như trong cái ngành xây dựng đó, chúng tôi vừa đang làm cái công việc gọi là xây dựng cái chùa, cho nên chúng tôi lấy ví dụ này để cho chúng tôi dễ nói nhớ, chúng tôi dễ nói hơn. Thưa quý vị, người ta trộn cái vữa hồ, nó có nhiều cách. Trộn vữa hồ, hồ 3, hồ 4, hồ 5. Hồ 5 thì cát nhiều, xi măng ít, ít hơn chút, để mà người ta lấy đó để người ta đâm le cái nền. Nhưng mà hồ 4 đó thì xi măng hơi nhiều hơn chút, nó tương đương với cát, để nó chắc chắn ấy, thì người ta dùng cái vữa hồ đó để người ta tô cái tường gạch. Rồi đến hồ 3, hồ 2, đến khi mà mấy anh thợ làm qua văn đó, thưa quý vị, đắp qua văn, bông qua chỉ điểm trên các cái đầu cửa, đầu cột phân vân, thì lúc bây giờ chỉ xài hồ 2 thôi, tức là giữa xi măng và cát nó tương đương với nhau. Bởi vì nếu mà đắp xi măng non đó mà cát nhiều thì như vậy cái hoa văn nó không có được bén, cái nét hoa văn không được bén, và nó có thể bị lỡ, bị bể, rơi rớt xuống. Cho nên người ta trộn cát vữa hồ là tùy theo cái công đoạn trước và sau. Nhưng mà khi đã đi vào trong cái công việc đó rồi, hoàn thành rồi, thì lúc bây giờ thưa quý vị, khi mà người ta sơn phết đó, thì từ ở trên xuống dưới người ta sơn phết những cái hoa văn, hay là sơn phết đến cái bức tường, hoặc là người ta lát gạch nền chẳng hạn, thì cái chuyện đó là cái chuyện mà không có cần phải bàn đến cái vấn đề mà vữa hồ ở trộn hồ 5, hồ 4, hồ 3, hồ 2 gì hết. Bây giờ nó đã hoàn thành rồi, thì bây giờ khi mà sơn qua đó, thì cái nước sơn khi mà người ta sơn đến cái phần hoa văn, tức là hồ 2 đó, thì cũng vậy thôi. Rồi đi xuống tới bức tường phẳng là hồ 3, hồ 4 thì cũng vậy thôi. Nó không phải là một cái vấn đề cần phải, nó không có vấn đề khó khăn nữa. Chúng tôi nhắc lại là cái khó khăn mà chúng ta đang bàn từ hồi đầu giờ đến giờ đó, là chúng ta đang nói đến cái phương pháp tư duy vẹn sức như thế nào để mà bỏ, để mà phủ nhận được cái thiện thấp, để chứng đạt được cái thiện cao. Nhưng mà khi đã chứng đạt cả bốn cái tầng thiền đó rồi, thì tâm thiền cũng chỉ là tứ dinh quẩn, không khác nhau, chỉ là tứ dinh quẩn không khác nhau. Và cái thiền chức, cái thiền chi là xả và định. Quý vị thấy rõ ràng là dầu cho phủ nhận cái điều mục không vô biên để đạt đến thức vô biên, phủ nhận không vô biên thức vô biên, để phủ nhận thức vô biên để mà đạt đến vô sở xứ, mà vừa phủ nhận vừa chấp nhận cái không vô biên xứ đó, cái vô sở xứ đó, để mà đạt đến cái thiền phi tưởng,
Nó khó như vậy, nhưng mà đến khi đạt đến cái thiền chứng vô sắc giới rồi thì tâm thiền cũng chỉ là xả và định. Thì từ cái tâm thiền xả và định mang tên không vô biên, thức vô biên, vô sở xứ, phi tưởng vi tưởng xứ, nhập xuôi nhập ngược, nhập thiền xuất thiền, nhập thiền xuất thiền, cái chuyện đó là cái chuyện không khó khăn, cái chuyện không khó khăn. Không biết là chúng tôi nói như vậy quý vị Phật tử có hiểu không? Đương nhiên là Thượng Tọa Giác Đẳng đã hiểu được cái ý chúng tôi muốn nói cái gì rồi. Nhưng mà sợ e là các Phật tử chúng ta khó hiểu. Thôi bây giờ chúng tôi xin được phút cái câu trả lời này vì cũng đã hết giờ. Xin kính thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Sa tu kính trân, xin tập kính siêu. Bạch Chi Tôn Đức và chư quý Phật tử, chúng tôi nói thì hơi thừa, nhưng mà một ở trong những cái yếu tố để chúng ta học môn thân pháp Abhidhamma là ghi nhận. Chúng tôi biết rằng đôi khi mình học rất là chậm. Nếu quý vị nào mà có dịp học qua những giáo trình khác thì quý vị thấy rằng giáo trình này dạy rất là chậm. Và trong cái trọng đó thì có những bài học chúng ta nghe những điều hơi khó hiểu, nhưng mà cứ học và cứ học từ từ thì chúng ta sẽ nhận ra được có những cái lợi ích. Bây giờ thì xin kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính trình Sư Tọa Thiện Siêu đã góp phần giảng giải trong bài học ngày hôm nay. Đại lễ Chư Tôn Đức thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam Mô Bổn Thầy. Dạ, Nam Mô Bổn Thầy Giá Sa Thứ Lành Thầy, chúng con kính chân Thượng Tọa Giác Đẳng đã trao đúc kết cho bài học ngày hôm nay. Con là những việc thay mặt đại chúng trong rừng, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính Pháp. Kính cảm ơn quý ốp để em trợ cho các phần hành trong lớp học được. Chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Tiệt Phủ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bổn Thầy Giá. Chi phu sa la ca mang ca pa pa ge re ya ma ma ca ye na va cha ma na sa di da se su ca tang ca tang ye sa pa sa ni no a ti ye ya sa pa sa ni no ca tang bu nya pa lang ma ya sa pe pa ki pa wan tu te ye tang ca tang su ri tang ye tang bu nya pa lang ma ya ye cha ta Nanti Deva Gantwa Liveka Yung Sape Lokam Iye Sata Chivanta Harane Tuka Manonyang Pojanan Sape Lapanto Mamaki Lapati Con xin hồi hướng phước lành nào đáp cùng Pháp giới chúng sanh rồi nhường mẹ cha thầy tiền tiền quá ban tròn phần phước duyên cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan hỷ bao truyền gần xa cầu cho mưa thuận gió hòa pháp hưng thường thiên nhà nhà an khương chúng sanh ba cõi sao đường do nhờ bảo tồn mạng cánh nghiệp lành từ cầu ý thân hóa thành phun quả vị nhân ô tu sa phang su mang ca lang ca khan tu sa pa di va ta sa pa bu ta lu pa ve na so ti hon tu ni ron ta rang ô tu sa phang su mang ca lang ca khan